Chào các bạn, video phần 2 này sẽ là phần giới thiệu tiếp theo của series các đồng xu QR của Hoa Kỳ có giá cao nhất. Những thông tin này tôi tham khảo từ trang RuGraph và hình ảnh minh họa lấy từ trang Heritage Ocean Gallery và trang Sachsbauer Gallery. Nào bắt đầu thôi! Đứng ở vị trí thứ 8, đó là đồng 1805 Rebus Quarter với mức kiểm định NGCMS 66. Đồng số này đã được bán vào tháng 1 năm 2008 với mức giá là 402.500 USD trong cuộc đấu giá di sản. Vị trí thứ 9 là đồng xu 1850 Rose Series Liberty Quarter. Đồng xu này đã được thẩm định NGCPR 68, được bán với giá 460.000 USD vào tháng 1 2008 trong cuộc đấu giá di sản. Tiếp theo là vị trí thứ 10, đó là đồng xu 1873 CC Series Liberty Quarter Noah Crown với cấp độ thẩm định PCGS MS 64, đã được bán với mức giá 470.000 USD vào tháng 8 năm 2012 tại sàn Sachsbauer, hội chợ đấu giá tiền thế giới ANA Philadelphia EA. Vị trí thứ 11 là đồng xu 1839 Rose Series Liberty Quarter No Referee với cấp độ thẩm định NGCPR 65, đã được bán với mức giá 517.500 USD vào tháng 4 năm 2008, đấu giá di sản, đấu giá tiền xu chữ ký CSNS Rosemont IL. Vị trí thứ 12, 1901 US Barber Quarter. Đồng xu này đã được bán với mức giá 550.000 USD với mức thẩm định NGCMS 68, đã bán vào tháng 5 1990 tại phòng trưng bày Superiors. Vị trí thứ 13 là đồng xu 1807 Rebus Quarter. Đồng này nằm ở mức thẩm định PCGS MS 67, đã bán từ ngày 22 tháng 11 2020, đấu giá di sản với mức giá được bán là 630.000 USD. Vị trí thứ 14 là đồng xu 1827 Sweet 3 Sweet 2 Rose Happy Burst Quarter Overdate Original. Đây là đồng xu đã được đấu giá tại phòng trưng bày Sachsbauer trong bộ sưu tập D. Rand Park, phần 1, Sotheby's, New York, NY, với mức thẩm định BCGS PR 66 CAM, đã được bán với mức giá là bao nhiêu đây? 705.000 USD. Các bạn thân mến, những đồng xu được bán với mức giá cao như vậy bởi vì bản thân nó có những câu chuyện và cuộc hành trình khác nhau. Nếu các bạn cảm thấy thú vị về những cuộc hành trình và những câu chuyện này, tôi sẽ cố gắng và vui lòng kể cho các bạn nghe ở những video tiếp theo. Thôi, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Đứng ở vị trí cao nhất của loạt series Quarter này và trong giai đoạn này là đồng xu 1796 Rebus Quarter. Đồng xu này được thẩm định với cấp độ PCGS MS 66, đã bán vào ngày 16 tháng 1 2022 tại cuộc đấu giá Pin US Coin Signature Orlando Pin 1341 với mức giá 1.740.000 USD. Video đến đây là hết rồi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chúc các bạn và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, tiền vàng kêu vang, rộn ràng như tiếng kêu vang của tiền xu. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ ủng hộ kênh mình nhé.